Đây là buổi sinh hoạt của câu lạc bộ thơ Trúc Lư thuộc Hội Người Cao Tuổi phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Hàng quý, các cụ ngồi lại với nhau, chia sẻ những phần thơ tự sáng tác. Mặc dù đã cao tuổi, nhưng rất say mê, nhiệt huyết để tìm tòi các ý thơ mới. Từ nội dung ca ngợi quê hương Gia Lai phát triển, đổi mới đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Câu lạc bộ thơ Trúc Lư được thành lập năm 2004, đã tạo ra sân chơi trí tuệ, vui khỏe, có ích cho người cao tuổi. Hiện nay, câu lạc bộ có 18 hội viên, không chỉ là người dân sinh sống tại phường Hoa Lư, mà còn có những người yêu thơ ở nơi khác cũng được chào đón tham gia câu lạc bộ. Cái tuổi già của tôi năm nay cũng gần 70 tuổi rồi. Và tôi cảm thấy là cái niềm vui, niềm hạnh phúc khi gặp lại được hội thơ, hai hội thơ này, nó đem lại cho tôi biết bao nhiêu là cảm xúc. Và hầu như tôi không cảm thấy tuổi già. Đó. Và tôi thấy mình vẫn còn rất trẻ. Ý nghĩa của hai hội thơ này đem lại cho tôi cái nguồn cảm xúc cho tinh thần. Đó. Và cái tinh thần tôi được mở rộng thêm. Và nó làm cho niềm vui của tuổi già được nhân lên. Cảm thấy mình trẻ hơn tuổi. Và thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao nhiêu. Khi thành lập ấy là có cụ chưa biết làm thơ, nhưng vào hội nên các cụ biết làm thơ và động viên nhau để trong ấy vừa sáng tác, vừa là, gọi là cây nhà lá vườn, là món ăn tinh thần để động viên các cụ để vui khỏe và có ích để trong ấy. Thì cứ hàng năm thì cứ sản xuất được một tập thơ đấy, và cái là trước hết là món quà để cho các cụ, với hai là tặng các đại biểu của người cao tuổi của phường, đã sản xuất được 20 tập thơ đấy. Thế mỗi một tập thơ thì cứ khoảng từ 95 đến 120 tác phẩm. Câu lạc bộ dưỡng sinh của chi hội người cao tuổi tổ 2, phường Đống Đa, thành phố Pleiku thường duy trì luyện tập để cải thiện thể lực, nâng cao tinh thần. Với 30 thành viên, câu lạc bộ không chỉ là địa điểm để rèn luyện sức khỏe, mà còn là nơi để chia sẻ kinh nghiệm sống như cách dạy dỗ con cháu và xây dựng gia đình hạnh phúc. Để hoạt động có hiệu quả, câu lạc bộ đã nghiên cứu, học hỏi những bài tập phù hợp với sức khỏe và thể trạng của người cao tuổi, lựa chọn những bài nhạc phù hợp với từng động tác để cùng nhau luyện tập. Câu lạc bộ dưỡng sinh của tổ 2 phường Đống Đa thì thành lập từ tháng 10 năm 2002 đến nay là đã được 22 năm. Thế nhưng mà với tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, vui khỏe trong cuộc sống thì tối nào các cụ cũng đi luyện tập để thứ nhất là giao lưu, cái thứ hai là nâng cao sức khỏe để đảm bảo sức khỏe trong cuộc sống. Nhưng mà đấy cũng là một hoạt động rất tích cực về phong trào hoạt động của câu lạc bộ. Và từ năm 2002 đến bây giờ thì câu lạc bộ dưỡng sinh đi thi, tham gia thi của thành phố tổ chức thì đều đạt giải nhất nhì. Đối với người cao tuổi, đời sống tinh thần rất quan trọng. Những năm qua, người cao tuổi tham gia ngày càng tích cực vào phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, qua đó góp phần đem lại sức sống mới trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Hiện nay, tại mỗi chi hội, người cao tuổi trong tỉnh đều có một câu lạc bộ văn nghệ, thể thao phù hợp với tình hình hoạt động tại cơ sở. Nhóm của chúng tôi là gồm có 11, 12 người. Thì hàng ngày là một tuần là tập cả tuần luôn. Thì tối nào chúng tôi cũng tập. Thì với cái khâu văn hóa văn nghệ này thì chúng tôi cảm thấy là rất là vui khỏe. Càng già từng nào thì chúng tôi càng luyện tập từng đó để cho có ích cho đời. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao không chỉ là món ăn tinh thần nhằm thỏa niềm đam mê, mà còn giúp đời sống của người cao tuổi ngày càng phong phú, từ đó có thêm niềm vui tuổi già bên gia đình, con cháu. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội, khích lệ hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích, thúc đẩy phát triển phong trào toàn dân, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.